nước mắt đã rơi, ôi một tình yêu bóng đá. Ta tạm biệt sự nghiệp, đã đến lúc phải chia xa. Nhớ nhiều lắm đội tuyển quốc gia, những lần dắt bóng đầy ma mị, ghi sâu vào tim của người hâm mộ với cái tên là Lương Dị. Đã vị trí tiền vệ tấn công của Hà Nội TVT, anh từng khoác áo trong đội hình trẻ của Hà Nội ACB, đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc của giải vô địch U21 và luôn chứng tỏ bản lĩnh của mình cùng với chiếc áo số 11. Anh luôn là cầu thủ ở trong tim người hâm mộ. Năm 2008 có người thầy là Calisto, người luôn truyền lửa cho anh ở giải vô địch Đông Nam Á, có phần tiến gần tới trận chung kết khi hạ gục Malaysia. Phạm Thành Lương thi đấu hiệu quả cùng biệt danh người không phổi, với thể lực vô giới hạn không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Cầu thủ trẻ tài năng ngày ấy cùng với những bàn thắng để đời, ôi đâu còn những đường đi bóng bí cương phải thét Thành Lương tuyệt vời. Huy hoàng còn đó, ta không được bỏ cuộc, dù có những lần giọt nước mắt không ngừng tuôn. Đứng dậy đi, xin hãy đứng dậy đi, cống hiến hết mình mặc kệ những lời nói thị phi. Hơn bao giờ hết chúng tôi luôn ở bên bạn, không quay lưng với đội tuyển cùng nhau vượt qua hết gian nan. Nên hãy đứng dậy đi mặc kệ những lời đố kỵ, vì ở trong tim của người hâm mộ, anh mãi là Lương Dị. Mũi tiến công của tuyển Việt Nam nguy hiểm bậc nhất ở đường biên, kèm những pha bứt tốc chân trái của những trận cầu kinh điển. Phải nói anh là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân toàn diện và đã có lần trải qua cơn sốt khiến anh suýt phải nhập viện. Đột biến trong những pha đi bóng mang đậm dấu ấn cá nhân cùng nền tảng thể lực dồi dào giúp anh làm chủ được trên sân. Đẩy bóng tăng tốc khiến cho đội bạn phải ngửi khói, đem lại mãn nhãn cho người hâm mộ cùng với những pha làm bàn sáng chói. Thành Lương là con bài quan trọng với lối chơi phối hợp nhỏ, ra sân thi đấu cũng hiến hết mình cùng với những chiến binh áo đỏ. Giọt nước mắt cũng đã rơi khi anh nói lời giã từ sự nghiệp, xin lỗi màu áo mà anh trân trọng cùng với đội tuyển không thể bước tiếp. Trong cuộc đời không gì hoàn hảo, thắng hay thua là chuyện bình thường, nên đừng vì thế gục ngã. Hỡi đàn anh Phạm Thành Lương, các cầu thủ cần có anh để triển khai những pha vật tường, và anh phải thay thế công vinh hoàn thành sứ mệnh người dẫn đường. Huy hoàng còn đó, ta không được bỏ cuộc, dù có những lần giọt nước mắt không ngừng tuôn. Đứng dậy đi, xin hãy đứng dậy đi, cống hiến hết mình mặc kệ những lời nói thị phi. Hơn bao giờ hết chúng tôi luôn ở bên bạn, không quay lưng với đội tuyển cùng nhau vượt qua hết gian nan. Nên hãy đứng dậy đi mặc kệ những lời đố kỵ, vì ở trong tim của người hâm mộ, anh mãi là Lương Dị.